là một cặp lục bình được chế tác cái đồ án họa tiết là sơn thủy tùng lộc. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu đến mọi người một cặp lục bình sứ vuốt tay, vẽ tay men lam được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Đây là một cặp lục bình được chế tác cái đồ án họa tiết là sơn thủy tùng lộc. Để tạo ra chiếc bình này thì được vuốt tay thủ công hoàn toàn và tiếp theo đó lại được vẽ tay. Như vậy là để tạo ra sản phẩm này thì chế tác hoàn toàn thủ công 100% bằng tay. Mình sẽ đo kích thước cái tác phẩm này cho mọi người nhìn nhé. Chiều cao của cái tác phẩm này là cao 6 70. Cao 70. Vanh bụng này. Vanh bụng. Vanh bụng là 106. Vanh bụng là 106. Thì bởi vì đây là cái tác phẩm được chế tác thủ công hoàn toàn, chính vì vậy cái kích thước nhá, cái kích thước có thể là nó sẽ chênh nhau một chút, bởi vì là mỗi một lần vuốt ra cái kích thước nó sẽ không giống nhau như hàng khuôn. Ví dụ như đây là một cái tác phẩm của khách đặt rồi, lần sau mọi người nếu như mà muốn đặt thì có thể là vẫn sẽ tạo ra với cái form như thế này, nhưng kích thước có thể nó sẽ lệch nhau một chút nhé, nó không zin 100% giống với cái kích thước ở trong video này, cái mẫu vẽ tùng lộc. Và giờ thì mình sẽ quay cận vào cho mọi người có thể nhìn được rõ nhất về cái chi tiết của cái tác phẩm này. Hiện tại thì mình đang quay cận mà để cho chúng ta có cái nhìn rõ nhất về sản phẩm nhé. Nền sứ thì trắng tinh này. Cái độc đáo của cái tác phẩm này đó chính là cái bầu ở giữa này. Để vuốt ra được cái bầu ở giữa mà lại gọn ở phần trên và phần dưới chân rất là khó. Cái tác phẩm này cái độ khó vuốt của nó rất là cao nhé. Cái độ khó vuốt rất là cao. Còn cái họa tiết thì như chúng ta nhìn thấy, với cái tác phẩm này chúng ta có thể quay được nhiều mặt ra với nhiều họa tiết khác nhau. Điển hình đầu tiên đây là một cái hình ảnh là một cái thân cây tùng này, một cái cây tùng rất là to nhé. Xa xa là hình ảnh núi này. Ở trên cổ cũng được chế tác hình ảnh là cái cây tùng với cả núi. Cái chất men của nó sẽ hơi xanh xanh ngọc, như là xanh ngọc ấy, xanh rong. Thì chúng tôi gọi là men lam đấy, nó sẽ hơi xanh xanh rong một chút. Ở dưới chân đây. Ở dưới chân thì được chế tác hình ảnh những cái nhóm hoa hoa đào kèm với lá ở bên dưới chân. Còn ở dưới đây là kẻ họa tiết hoa văn. Đây, sẽ nâng ở dưới đáy lên cho mọi người nhìn cái hàng vuốt tay ở dưới đáy nhé. Rất là nặng. Đây, đây là dưới đáy của hàng vuốt tay này. Cái này là của khách nhé, là khách đã đặt rồi. Thì khách yêu cầu ghi cái chữ như vậy lên bên trên đáy. Ví dụ mọi người thích yêu cầu ghi chữ gì lên trên đáy đều được hết. Đã nhìn mình sẽ quay tiếp theo, quay sang cái cảnh bên này. Đây, đây là hình ảnh núi và hưu lộc này, hình ảnh núi và hưu lộc nhé. Làm những tác phẩm vuốt tay này thì mất rất nhiều thời gian, và nếu như mọi người có ý tưởng gì, có ý tưởng muốn phác họa một cái họa tiết gì lên những chiếc bình gốm thì có thể liên hệ để chúng tôi tư vấn cho mọi người. Đây là hình ảnh hưu lộc này. Mọi người nhìn nhé. Khác với hàng đổ khuôn, riêng hàng vuốt tay thì những cái họa tiết mà vẽ ở trên hàng vuốt tay thì đều phải là những cái họa tiết. Thứ nhất là chỉn chu, cái thứ hai là vẽ rất là đẹp đối với cái hàng vuốt tay. Bởi vì để vuốt ra được một cái bình với cái dáng đó, to và cái độ khó cao ấy thì thường lúc nào cũng phải chế tác những cái họa tiết làm sao nó phải tương xứng với cái bình, với cái giá trị của cái bình đó, thì không phải là vẽ qua loa hay là vẽ đơn giản được. Tất cả những cái bình vuốt tay đều phải vẽ những cái họa tiết rất là tinh xảo. Chính vì vậy cái giá thành của sản phẩm vuốt tay thường nó sẽ rất là cao. Đây, hình ảnh ở trên cổ này, hưu lộc này, dưới cũng là hưu lộc này. Đó, bây giờ mình cứ quay trước một quanh một vòng cho mọi người nhìn trước nhé. Sau đó thì mình sẽ quay cận vào cho mọi người nhìn cái nét vẽ, nhìn cái đường nét bút, đặt bút rồi các đường nét của cái họa tiết. Đứng từ góc nào chúng ta cũng nhìn được cảnh nhé. Như thế này chúng tôi gọi là vẽ kỹ toàn bình. Vẽ kỹ toàn bình. Đấy, hàng sứ trắng này, trắng tinh. Trắng như đá.
Bây giờ mình sẽ quay cận hơn nữa vào để cho chúng ta cùng quan sát được cái cặp bình này. Đây là phần trên phần cổ bình nhé, cổ bình này. Thì mình sẽ quay cận vào con hươu để cho chúng ta nhìn này. Mọi người nhìn thấy cái đường nét vẽ con hươu chưa? Cái đường nét vẽ con hươu này. Chúng ta quan sát nhìn thấy cái độ tinh xảo nó rất là cao. Riêng đối với cái hồng hàng mà vuốt tay. Hàng vuốt tay thì chúng ta cần nhìn vào bên trong miệng này, nó sẽ có những cái đường vân vuốt như thế này. Đấy, mọi người cùng quan sát nhìn nhé, cái đường vân vân miệng vuốt ở bên trong. Khi mà vuốt thì sẽ để lại cái những cái đường nét vân tay của chúng ta ở trong lòng. Cảnh núi này. Đây là những cái nhành hoa đào, nhành hoa đào và từng cái đường nét chỉ kẻ rất là liền mạch sắc nét. Là phần dưới chân. Đây, chúng ta có thể quan sát thấy cái họa tiết ở đây, từng chú hươu này. Đây, chất men của nó rất là mọng và bóng nhé. Ở xa sơn thủy thì như mọi người nhìn thấy sơn thủy cái này được chế tác có điểm đậm, điểm nhạt để tạo cái điểm nhấn, nhấn nhá để tạo cho cái họa tiết của chúng ta nó có cái chiều sâu, cái cạnh. Đây, một cặp tiêu lộc đấy. Chúng ta quan sát có thể so sánh là những cái họa tiết vẽ. Đây là họa tiết chế tác hình ảnh là cây tùng này. Sẽ quay cận và cho mọi người nhìn cái đường nét. Đường nét từng tỉa từng chiếc lá. Đến phần thân cây này. Quay cận và cho mọi người nhìn thấy được về cái độ kỹ của những cái sản phẩm mà vẽ kỹ. Đây là phần thân bình, mình sẽ quay một mặt ở trước hai mặt của hai bình ra. Cảnh nó sẽ chế tác như nhau. Mọi người có thể theo dõi kênh để xem thêm nhiều những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng trên những kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.